Trên một ngọn núi cao ở Kanai, Nhật Bản, Hạ Chân và cô bạn thân Tương Tử đang đi vào rừng. Hai người ban đầu muốn lên đỉnh núi để ngắm hoàng hôn, nhưng nửa chừng, chân của Hạ Chân vô tình bị cành cây chọc vào. Hai người họ chỉ có thể từ bỏ việc leo lên đỉnh, chọn quay lại để trở về. Nhưng ai biết được điều đó, trên đường về, hai người họ bị lạc trong rừng. Dù họ có đi thế nào, luôn đi vòng tròn trong rừng. Ngay khi Tương Tử tưởng rằng họ đã gặp phải một con ma đang ngăn cản họ, một con đường bất ngờ xuất hiện dưới chân núi. Ngoài ra còn có biển báo dừng xe buýt bên đường. Họ tưởng sẽ có một chiếc xe buýt đi ngang qua đây, nhưng đợi đã lâu mà vẫn chưa có xe. Tương Tử bấm số điện thoại của bạn trai tên Kỳ. Cái gì? Tại sao anh lại làm đổ? Em không thể hiểu được. Vậy bọn em phải làm sao nếu bị mắc kẹt ở vùng hẻo lánh này? Tại thời điểm này, tiếng ô tô vang lên cách đó không xa. Tương Tử tưởng có một chiếc ô tô đi ngang qua. Tốt quá, nhưng cô đã đợi rất lâu, nhưng không thấy xe nào đi qua. Ngay khi họ tưởng mình nghe nhầm, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ lao qua phía sau. Nhìn chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, Hạ Chân và Tương Tử đều có chút kỳ lạ. Nghe rõ ràng từ phía trước, tại sao chiếc xe lại xuất hiện từ phía sau? Một ông chú mặc quần đen bước xuống xe, đi thẳng về phía hai người họ, hỏi cả hai người xem họ có gặp khó khăn gì không. Mặc dù Hạ Chân cảm thấy hơi lạ, nhưng Tương Tử không để ý tới. Cô ấy nói với chú về vết thương của Hạ Chân, nói rằng muốn đi nhờ xe ông ấy đến một thành phố cách đó không xa. Lão cũng không keo kiệt, trực tiếp mở cửa xe. Trên xe có hai hành khách, cô ngồi hàng đầu hình như là vợ của chú, cô gái ngồi hàng sau là con gái của chú già. Trên đường đi, ông lão rất nhiệt tình và chủ động nói chuyện với hai người, với khuôn mặt niềm nở, Tương Tử cũng trò chuyện cùng. Sau khi lái xe một quãng đường nhất định, Tương Tử phát hiện con đường này hình như không đi vào thành phố. Cô đang muốn hỏi, đột nhiên có tiếng khóc của em bé từ hàng ghế sau. Tôi ngửi thấy mùi máu. Nghe cô gái nói vậy, Hạ Chân và Tương Tử đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tương Tử nói dối muốn xuống xe ở ngã tư, bạn trai tôi đang trên đường đến đây. Nhưng ông già không để ý đến điều đó, thay vào đó anh tăng ga và đi nhanh hơn. Trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gia đình hát một bài dân ca lạ, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng chuyển sang màu đỏ tươi kỳ lạ. Chuyển cảnh, hai người đàn ông xuất hiện ở trạm dừng chân dưới chân núi. Người đứng đầu tên là Kỳ, người còn lại tên là Mão. Hai người chuẩn bị leo núi, nhưng vì không có xe ô tô gần đó, họ chỉ có thể đợi người đi ngang qua. Ông chủ tốt bụng bảo hai người chờ, nếu không có xe trước khi tan sở, ông có thể giúp gửi họ tới đó, mua một ít nước và đồ dùng. Hai người dừng lại bên đường và chờ đợi. Tại thời điểm này, một chiếc xe tải từ từ đi qua, một ông già mặc áo khoác nâu đi ngang qua nghỉ ngơi. Hai người vội vàng tiến về phía trước, hỏi xem có thể đi nhờ được không. Ông già cũng không nghĩ nhiều về điều đó, sẵn sàng đồng ý. Cảnh tượng hai người rời đi đã được chủ cửa hàng chứng kiến. Nhìn hai người rời đi vừa cười vừa nói, ông chủ có vẻ bối rối, nhưng Kỳ và Mão vẫn chưa biết thứ họ bước vào hóa ra là một chiếc xe ma. Hai người bạn du lịch quá giang lên núi, không ngờ gặp phải xe ma. Kỳ nhạy bén là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Xe chưa lên núi, thay vào đó anh đi đến một con đường nhỏ. Anh nháy mắt với Mão, cho biết có vấn đề với tuyến đường, nhưng Mão ngây thơ lại không có chút phản ứng nào. Kỳ kiếm cớ, Kỳ muốn chú đỗ xe bên đường, nhưng chú lấy cớ là đã muộn rồi, nói về sự nguy hiểm trên núi vào đêm khuya. Bất kể sự phản đối của họ, tăng tốc độ và đưa chúng về trại của lão. Ông lão lấy đồ ăn ra và chiêu đãi hai người một cách nồng nhiệt, thật khó để cả hai từ chối, nên đã ăn một chút. Trong lúc này con của ông lão mang theo một chai rượu, nói là tự nấu dư. Mão tò mò nhấp một ngụm, kết quả là cảm thấy chóng mặt. Đợi Mão mở mắt tỉnh dậy, Kỳ đã biến mất. Ông già nói rằng Kỳ đã đi vệ sinh và sẽ quay lại sớm thôi. Tại thời điểm này, Hạ Chân bưng một đĩa bánh ngọt đi tới. Hai cô con gái song sinh của ông lão lấy đạo cụ ra, cô ấy nói sẽ biểu diễn một chương trình. Mão người mới đến với thế giới không có nhiều suy nghĩ, quay lại và xem chương trình. Nhưng ai biết được rằng vào lúc này, Hạ Chân bên cạnh lén đưa một tờ giấy, ghi chú nói giúp đỡ. Mão ngốc nghếch nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh không hề hoảng sợ, rất bình tĩnh. Mão bào chữa bằng cách nói rằng anh ấy có một ít trái cây trong túi, nếu không ăn sẽ hỏng mất. Tình cờ có một buổi biểu diễn, có thể chia nhau ăn. Ông già cũng không nghĩ nhiều về điều đó, ông để Mão đi và quay lại nhanh chóng. Mão đưa Hạ Chân lên xe, không ngờ tiếng khóc của em bé bất ngờ vang lên từ trong xe, âm thanh của cô gái thứ hai. Từ. Mão tưởng trong xe có trẻ em, chỉ muốn kiểm tra, nhưng Hạ Chân có vẻ hoảng hốt, kéo anh ta và chạy ra ngoài trại. Nhưng cả hai đều không biết, mọi hành động của họ đều nằm dưới sự kiểm soát của ông già. Tìm thấy bọn họ đang trốn thoát, ông lão bình thản rút súng ra. Anh ta vẽ từng thành viên trong gia đình bằng màu ngụy trang khi đi săn. Sau đó anh ta vào rừng với vũ khí. Và cùng lúc đó, Mão và Hạ Chân trốn thoát cũng bị lạc trong rừng. Trong hoảng loạn, họ tìm thấy một phòng ngủ kỳ lạ. Mão tưởng có người ở nhà, vì vậy tôi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng khi vừa đến anh lại thấy ở đây chẳng có ai cả. Tại thời điểm này, Mão nhìn thấy một chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn. Anh nhanh chóng nhấc máy và muốn gọi cảnh sát. Nhưng khi cúi đầu xuống anh phát hiện ra, đường dây điện thoại đã bị cắt. Anh quay lại vào ngôi nhà, anh muốn xem có công cụ nào không. Nhưng ai biết được khi anh nhìn lại, anh lại nhìn thấy một cái tai trên bàn.
có nhiều xương ở bên cạnh. Mão nhớ lại bữa tối anh ấy đã ăn trước đây. Lúc này, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện từ phía sau. May mắn thay vào lúc này, kỳ mất tích xuất hiện. Anh ta chộp lấy thứ gì đó trên mặt đất, đánh vào cái đầu hói. Tận dụng ngay lúc này, cả ba trốn thoát khỏi túp lều. Kỳ dẫn hai người đến một con sông nhỏ. Anh chỉ vào dòng sông bên dưới và nói với Mão, cứ đi về hướng sông thì sẽ đến nơi an toàn, và anh sẽ quay lại để trả thù ông chú già và gia đình ông. Hóa ra là Tương Tử, bạn gái của Kỳ, biến mất trong khu rừng này 3 năm trước. Cảnh sát đã khám xét toàn bộ ngọn núi, nhưng Hạ Chân và người bạn thân nhất của cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Vụ án được xác định là mất tích. Để tìm bạn gái, thỉnh thoảng Kỳ cũng đi leo núi gần đó. Vào bữa tối, Kỳ nhìn thấy đôi bông tai của bạn gái mình xuất hiện bên tai vợ của chú. Chỉ khi đó anh mới chắc chắn, bạn gái và bạn bè của anh chắc chắn đã bị gia đình ông lão sát hại. Khi biết tin cả hai đã mất tích 3 năm, Hạ Chân ở một bên tỏ vẻ kinh ngạc. Tương Tử và tôi đã đi cùng nhóm người đó 3 ngày trước. Ngày trước, không, Tương Tử đã biến mất nhiều năm trước. Họ đang tới đây, nghe Hạ Chân nói, Kỳ cũng sững sờ một lúc. Đừng đợi, nếu không thấy anh ấy quay lại, có sự chuyển động trong rừng. Kỳ yêu cầu cả hai cùng rời đi và gọi cảnh sát. Anh quay người bỏ chạy đi, nhưng vừa bỏ chạy cách đây không lâu, Kỳ bị gia đình ông già chặn lại. Họ lấy đầu Tương Tử ra và nhìn Kỳ. Anh ta còn nói rằng Tương Tử chưa được chuộc lại, đó là lý do tại sao không có sự hồi sinh. Không đợi Kỳ nói gì, ông già lấy ra một con dao găm. Và sau đó, Hạ Chân và Mão cũng chạy xuống núi. Nhưng ai có thể ngờ rằng chân của Hạ Chân lại đột nhiên bị bong gân. Mão chỉ muốn giúp cô ấy, không ngờ vô tình anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chàng trai trẻ đi bộ lên núi, tình cờ gặp một nữ du khách bị thương. Anh ôm người phụ nữ muốn xuống núi cầu cứu. Ai biết được nếu nhìn lại, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng ở rìa vách đá. Thực sự nó nằm trong đống đổ nát của vách đá, với một thi thể đã biến thành xương. Quần áo trên người còn sót lại giống hệt quần áo của Hạ Chân. Ngay khi Mão bối rối, có tiếng động trong rừng. Một người đàn ông đầu trọc xuất hiện mang theo một chiếc rìu. Trong cơn hoảng loạn, Mão đã bỏ rơi Hạ Chân một mình xuống núi. Nhìn Hạ Chân trên mặt đất, người đàn ông đầu trọc không vội hành động, nhưng ngay khi anh ta muốn làm điều gì đó xấu xa, Mão xuất hiện từ phía sau cầm một hòn đá. Anh ta dùng đá đập vào đầu hói khiến anh ta bất tỉnh, đưa Hạ Chân ra khỏi đây. Nhưng dù hai người họ có chạy thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể rời khỏi khu rừng này. Đi vòng quanh, hai người lại quay về túp lều. Và cùng lúc đó, ông lão cũng đuổi theo anh ta gần đó cùng gia đình. Mão và Hạ Chân trốn trong đống củi không dám gây ra tiếng động, tìm kiếm xung quanh vô ích. Ông già sắp rời đi, nhưng ai có thể ngờ rằng Hạ Chân lại vô tình chạm vào đống củi bên cạnh. Nghe thấy tiếng ồn, hai chị em sinh đôi là người đầu tiên đến sau nhà. Nhưng họ chỉ nhìn thấy Hạ Chân, Mão mất tích, hai người chỉ muốn gần nhau hơn. Thật bất ngờ, Mão đã nhảy từ mái nhà xuống bằng một chiếc rìu. Anh ta xuống tay với một cô gái chỉ bằng một chiếc rìu. Cô gái kia muốn đánh trả, nhưng lại bị Mão chặn lại. Mẹ hai cô gái nghe thấy tiếng động cũng đi tới phía sau. Bà giơ súng trong tay lên và chĩa vào Mão. Nhưng ai có thể ngờ rằng Mão lại dùng con gái bà để ngăn viên đạn. Người mẹ già buồn bã vứt khẩu súng trên tay. Mão nhân cơ hội nhặt nó lên, sử dụng nó để xuống tay với những người còn lại. Khi Mão tiễn tất cả mọi người ra đi và quay trở lại, Hạ Chân mất tích. Anh ấy nhìn xung quanh, trở lại rìa vách đá một lần nữa, nhìn vào tàn tích trong đống đổ nát. Sau đó Mão mới phản ứng, Hạ Chân hoàn toàn không phải là con người. Cô ấy rơi xuống vách đá và qua đời cách đây 3 năm. Hóa ra hai người phát hiện ra ông lão đang có âm mưu gì đó độc ác, thế là lặng lẽ trốn khỏi trại. Nhưng ai biết được điều đó đã đi được nửa chặng đường, Hạ Chân rơi khỏi vách đá, nhưng Tương Tử lại bị lão thúc cùng gia đình bắt được, đã trở thành thức ăn của họ. Ngay khi Mão choáng váng, Hạ Chân lại xuất hiện. Anh chỉ muốn trốn thoát, nhưng họ đã bị chặn lại bởi người chú già sống lại và gia đình ông. Lúc này Mão mới có phản ứng, ông chú già và gia đình ông cũng không phải là con người. Xin chúc mừng, bạn không phải trả hết khoản thế chấp của mình trong 30 năm. Tin tức về sự mất tích của Hạ Chân và cả hai đã được báo cáo cho đồn cảnh sát. Cảnh sát lần theo dấu vết điểm dừng chân dưới chân núi dựa trên sự giám sát. Tuy nhiên dưới sự giám sát, cảnh sát không tìm thấy chiếc xe tải màu trắng. Tôi nhìn thấy hai người rời khỏi nơi đó vừa cười vừa nói. Và dưới sườn đồi, Hạ Chân mất tích gia nhập trại của ông già. Mão quỳ trước xe đẩy, có một con quỷ lạ trong xe. Thì ra Mão đã nghe thấy trước đó, tiếng kêu được tạo ra bởi con quỷ này. Nó điều khiển linh hồn của gia đình ông già, và để họ săn lùng những người leo núi trên núi. Chỉ có những tâm hồn rụt rè mới bị ma quỷ gài bẫy. Trên đây là bộ phim kinh dị mới nhất vào năm 2024. Tất cả về phim kinh dị Hitchhiker. Tổng thể, chất lượng phim hơi kém. Những điểm báo ở nửa đầu là ổn, nửa thứ hai được kéo dài trực tiếp. Không biết bạn đang nghĩ gì? Các bạn thích thể loại này có thể xem phim gốc. Được rồi, đó là nội dung của bộ phim ngày hôm nay. Hẹn gặp lại lần sau.